3 chiến lược để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn cho nền kinh tế đại dịch. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. 3 chiến lược để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn cho nền kinh tế đại dịch. Instarix và Kellogg Insight từ trường quản lý Kellogg trình bày. 3 chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp của bạn cho nền kinh tế đại dịch của Freshman. Bạn biết bạn cần phải thích nghi, nhưng bằng cách nào? Dựa trên những hiểu biết của Linda Dara, do sự gián đoạn lan rộng từ đại dịch COVID-19, gần như tất cả các công ty đang phải đánh giá lại xem họ phù hợp với thị trường ở đâu và họ có thể thay đổi những gì để duy trì khả năng tồn tại. Nhưng bất chấp những khó khăn đáng kể, một số doanh nghiệp sẽ tìm thấy cơ hội phát triển bằng cách tự chuyển đổi đôi khi triệt để, đôi khi tăng dần để đối phó với đại dịch. Linda Dara, giáo sư lâm sàng về tinh thần kinh doanh và giám đốc điều hành của sáng kiến khởi nghiệp và đổi mới keo lót đã xác định ba trong số những chiến lược hứa hẹn nhất mà các công ty có đầu óc tăng trưởng sẽ thực hiện trong những tháng tới. Giúp mọi người lấy đồ trong số những nỗi sợ lây lan ngày càng tăng. Có thể phải mất một thời gian trước khi nhiều người trong chúng ta sẵn sàng đặt mua một chiếc váy từ ren the răng hoặc nhảy lên một chiếc xe đạp chia sẻ. Bạn phải tự hỏi. Công ty của tôi ở đó để mọi người sử dụng mọi thứ sử dụng văn phòng thông qua WeWork, sử dụng nhà thông qua Airbnb hay để mọi người lấy đồ đạc. Cô nói, các công ty giúp mọi người có được mọi thứ sẽ có lợi thế ngay bây giờ. Sự thay đổi này đang tăng lên và có thể sẽ tồn tại lâu dài vì tính dễ sử dụng của nó. Các công ty giao hàng và thương mại điện tử hiện đang có lợi thế rõ ràng. Ví dụ, Tajik đang đàm phán để mua tài sản công nghệ của công ty giao hàng trong ngày đi clip và các công ty thương mại điện tử tập trung vào gia đình nó riêng, chẳng hạn như công ty nội thất Wayfair, đang có lợi thế gấp đôi. Mọi người có thể tự nghĩ, cha, chiếc ghế sofa của chúng tôi thật kinh khủng, đã đến lúc nâng cấp, Dara nói. Mọi người muốn nhận được thứ gì đó và Wayfare đã có thể thu hút khách hàng mới vào nền tảng của mình. Những khách hàng đó đã quen với nó, họ thấy nó hoạt động. Đối với các công ty được xây dựng dựa trên trải nghiệm độc đáo của khách hàng, chẳng hạn như các cửa hàng sách độc lập và nhà hàng ăn ngon, Việc nhảy vọt trở thành một công ty thu hút mọi người sẽ cần phải thay đổi chiến lược. Điều này đòi hỏi phải xác định những điểm độc đáo về trải nghiệm của khách hàng có thể nhân rộng ở dạng đơn giản hóa là nhận hàng ở lề đường hoặc đặt hàng qua thư. Đối với nhà hàng AIA ở Chicago, điều đó có nghĩa là sáu món, bữa tối hảo hạng với dịch vụ nhận hàng bên lề đường bằng găng tay trắng và sách hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực khách cách hâm nóng và bày biện bữa ăn tại nhà đúng cách. Dara nói, Điều khó nhất đối với họ là tạo lại trải nghiệm độc nhất cho cơ sở của họ. Họ đang làm những gì họ có thể. Điều này khá thú vị. Sử dụng những gì bạn có và tìm những gì bạn không có một câu hỏi khác mà các công ty nên xem xét là liệu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có còn phù hợp với người tiêu dùng hay không. Dara nói, nếu khách hàng của bạn không còn nữa, bạn sẽ phải thích nghi với nhu cầu của tình hình hiện tại. Điều này có nghĩa là các công ty cần xem xét các nguồn lực và khả năng của mình để thu hút khách hàng mới bằng cách sử dụng các tài sản hiện có chẳng hạn như khi một nhà sản xuất quần áo bắt đầu sản xuất khẩu trang. Điều này có thể yêu cầu tìm đối tác mới, cô nói. Chẳng hạn, khi GM và Ford bắt đầu sản xuất máy thở, họ đã hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, cô ấy nói. Nếu bạn đột nhiên có một cơ sở khách hàng khác bạn sẽ phải tìm ra những người khác có cơ sở khách hàng đó và hợp tác với họ để hỗ trợ thu hút khách hàng. tất nhiên, không phải tất cả các trục xoay thành công đều mạnh mẽ như vậy. lan mac heo, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho những người mắc bệnh mãn tính, gần đây đã phải xem xét lại cách thức triển khai tài sản quý giá nhất của mình các nhà cung cấp dịch vụ. công ty đã muốn phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, nhưng họ đang chờ sự thay đổi về quy định cho phép điều đó đại dịch buộc phải thay đổi. đà ra nói, Lan Mát đã có thể chuyển sang chăm sóc sức khỏe từ xa trong hai tuần cho tất cả những bệnh nhân này. Bây giờ họ có những người 80 tuổi sử dụng FaceTime và WhatsApp mà họ chưa từng có trước đây. Quan trọng hơn, nó đã cho Lan Mát thời gian để mua PPE mà họ sẽ cần để bố trí lại người dân của mình trở về nhà. Vì vậy, khi điều đó xảy ra, họ sẽ thiết lập mô hình kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe từ xa và thăm khám cá nhân và đối với một số công ty tài nguyên quý giá nhất có thể là cơ sở khách hàng của chính họ và mối quan hệ mà những khách hàng đó đã xây dựng với công ty dara nói có một cửa hàng nhỏ mà tôi thường xuyên lui tới nơi người chủ có cơ sở dữ liệu khách hàng tuyệt vời nên cô ấy biết tôi mua gì cô ấy gửi những bức ảnh từ kho hàng của mình mà cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm thiết lập các cuộc hẹn với một người để đến cửa hàng và cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí đến tận nhà nếu tôi muốn tôi không có bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào khác liên hệ với tôi như vậy đó là trải nghiệm cảm ứng cao tìm kiếm cơ hội mới cuối cùng đà ra khuyên các công ty nên xem xét những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng đang diễn ra bên ngoài ngành của họ họ có thể chỉ tìm thấy cơ hội tiếp theo của mình ở một nơi không ngờ tới lấy bất động sản bán lẻ với việc nhiều cửa hàng lớn khó có thể mở cửa trở lại đà ra nhận thấy cơ hội cho các công ty khác sử dụng các tài nguyên đó Dara cho biết, với sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện tại, chúng ta có thể thấy nhu cầu về nhà kho tăng lên. Tại sao không sử dụng không gian bán lẻ bỏ trống thay vì xây dựng nhà kho mới? Cô ấy nói rằng các doanh nghiệp khác sẽ tìm thấy cơ hội trong việc tái sử dụng các loại bất động sản khác nhau bao gồm cả không gian văn phòng do xu hướng tất yếu là làm việc từ xa. Dara nói, đó là về việc hỏi xem mọi người đang sử dụng nhiều hơn hay ít hơn những gì? hoặc những gì họ sẽ cần ngay bây giờ hoặc trong vài tháng tới. Phần 2. Đóng cửa